0 trên sân Thiên Trường. Thắng một tỷ số đội bởi Diogo. Bóng khá hay Diogo. Thế Vương. Đó là pha dứt điểm kỹ thuật và đó là bóng siêu vượt được lập lại. Tiếng tương tự đã lập lại từ Vũ Thế Vương. Vẫn là một pha dứt điểm như vậy. Lần trước thì anh đánh bại Văn Công và lần này là pha đánh bại thủ môn Bùi Tiến Dũng. Hai trận đấu liên tiếp Vũ Thế Vương đều có những cú bấm bóng kỹ thuật để đánh bại thủ môn của câu lạc bộ Hà Nội. Lần thứ hai ở trong trận đấu này Bùi Tiến Dũng phải đón nhận bàn thua. Đó là một khoảnh khắc mà Vũ Thế Vương đã tạo ra một cú đá cực kỳ kỹ thuật. Chắc chắn là như vậy. Không còn đội nào cho đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Hải Điền nữa.